Luận Đại Trí Độ, quyền 21. Phẩm thứ nhất, tiếp theo, ba tam muội không vô tướng vô tác, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tám bối xả, tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 10 nhất thế nhập. Tiếp theo, tám bối xả, bối là trái, xả là bỏ. Tám bối xả là tám pháp quán, nhằm xả bỏ cảnh giới thiền định của thế gian và thành tựu các pháp thiền định xuất thế gian. Tám bối xả gồm có: một, trong các sắc tướng ngoài quán sắc, nhằm xả bỏ cảnh giới sơ thiền. 2, trong không có sắc tướng ngoài quán sắc, nhằm xả bỏ cảnh giới nhị thiền. 3, quán thành tịnh sắc, thần tác chứng, nhằm xả bỏ cảnh giới tam thiền và tứ thiền. 4, quán xả bỏ hư không vô biên xứ. 5, quán xả bỏ thức vô biên xứ. 6, quán xả bỏ vô sở hữu xứ. 7, quán xả bỏ phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. 8, quán xả bỏ diệt thọ tưởng định. 8, thắng xứ. Thắng ở đây có nghĩa là thủ thắng. Khi hành giả tu quán 6 bối xả được viên mãn thì thành tựu được 8 cảnh giới thủ thắng, gọi là 8 thắng xứ. 8 thắng xứ là 8 pháp quán về cảnh sở quán, cũng như 8 công đức thu thập được khi tu hành thủ thắng hơn nơi các pháp quán về 8 bối xả như đã nói trước đây. 8 thắng xứ gồm có: một, trong tuy chưa hoại sắc, quán sắc tướng bên ngoài nhiều hay ít, tốt hay xấu, vẫn đều thủ thắng. 2, quán hoại sắc tướng bên trong, quán sắc tướng bên ngoài nhiều hay ít, tốt hay xấu, vẫn đều thủ thắng. 3, nhiếp tâm thẩm nhập vào định, quán sắc tướng bên trong, quán sắc tướng bên ngoài nhiều hay ít, tốt hay xấu, vẫn đều thủ thắng. 4, nhiếp tâm thẩm nhập vào định, quán hoại sắc tướng bên trong và bên ngoài vẫn đều là thủ thắng. 5, quán sắc xanh thanh tịnh thủ thắng. 6, quán sắc vàng thanh tịnh thủ thắng. 7, quán sắc đỏ thanh tịnh thủ thắng. 8, quán sắc trắng thanh tịnh thủ thắng. 10 nhất thế nhập. Khi 8 bối xả và 8 thắng xứ đã hội đầy đủ các duyên thì hành giả sẽ quán khắp nơi đồng nhất, gọi là quán nhất thế nhập, cũng gọi là nhất thế xứ. 10 nhất thế nhập gồm có: 1. Quán sắc xanh cùng khắp. 2. Quán sắc vàng cùng khắp. 3. Quán sắc đỏ cùng khắp. 4. Quán sắc trắng cùng khắp. 5. Quán đất cùng khắp. 6. Quán nước cùng khắp. 7. Quán gió cùng khắp. 8. Quán lửa cùng khắp. 9. Quán hư không cùng khắp. 10. Quán thức tâm cùng khắp. 9 thứ đại định. 9 thứ đại định là 9 pháp thiền định mà hành giả thứ lớp tu từ sơ thiền lên đến diệt thọ tưởng định. 9 thứ đại định gồm có: 1. Sơ thiền. 2. Nhị thiền. 3. Tam thiền. 4. Tứ thiền. 5. Hư không vô biên xứ. 6. Thức vô biên xứ. 7. Vô sở hữu xứ. 8. Phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. 9. Diệt thọ tưởng định. Khi tu được 8 bối xả, hành giả sẽ được thân tâm thanh tịnh, xa rời năm dục lạc, xả bỏ các tâm chấp trước mà vẫn chẳng hoại nội ngoại sắc. Cũng có khi hành giả xả cả nội ngoại sắc tướng. Tu như vậy, hành giả được hai thứ bối xả là quán cả nội và ngoại sắc tướng, quán nội chẳng có sắc mà ngoại có sắc. Vì sao phải có hai cách quán như vậy? Vì chúng sanh thường thuộc trong hai hạng, đó là ái hành và kiến hành. Hạng ái hành phần nhiều thâm đắm dục lạc nên bị ngoại cảnh trói buộc, bị kiết sử sai khiến. Hạng kiến hành phần nhiều chấp thân kiến nên bị kiết sử nơi nội tâm trói buộc. Bởi vậy nên người nhiều ái hành phải tu quán ngoại sắc bất tịnh nhằm xả bỏ sự ràng buộc của ngoại cảnh. Còn người nhiều kiến hành phải tu quán tự thân bất tịnh nhằm xả bỏ sự ràng buộc của các nội kiết sử. Người mới phát tâm tu hành vì rất khó nhiếp tâm ở một chỗ nên phải tu quán cả nội lẫn ngoại. Tu tập như vậy nên dần dần được cả nội tâm lẫn ngoại cảnh đều thanh tịnh. Hỏi, nếu chẳng có nội sắc tướng thì hành giả nương vào đâu để quán ngoại sắc tướng? Đáp, người học đạo hiểu lý duyên sanh gọi là được liễu đạo, nhưng chưa có thể gọi là đắc đạo. Phải thực hành tu quán niệm, khi quán thuần thục rồi mới thật gọi là đắc đạo. Ví như biết rõ sau khi chết, thần ta sẽ bị chôn vùi dưới đất, bị tan rã mặc cho các côn trùng rỉa thịt rút xương, hoặc bị ngọn lửa thiêu cháy thành tro, biết rõ thân này sẽ bị hủy hoại trở thành đất. Như vậy là rõ biết tự thân của ta rồi đây sẽ tán hoại thành vi trần.
Đây là trường hợp quán bên trong không có sắc, quán sắc bên ngoài vậy. Hỏi, vì sao trong 8 thắng xứ chỉ có 2 thắng xứ quán thấy nội và ngoại sắc, còn 6 thắng xứ kia chỉ quán thấy ngoại sắc mà thôi? Đáp, đây cũng như trường hợp 3 bối xả đầu có 1 bối xả chỉ thấy nội sắc, còn 2 bối xả kia chỉ thấy ngoại sắc. Hỏi, vì sao quán bên trong có ngoại sắc tướng mà bên ngoài không có ngoại sắc tướng? Đáp, người tu hành khi quán thấy tướng chết ở nơi tự thân mình sẽ biết rằng sau khi chết rồi thân này sẽ bị tán hoại để trở về với bốn đại mà bốn đại bên ngoài vẫn không tán hoại. Bởi vậy nên không nói đến ngoại sắc hoại. Lại nữa, người tu ly được sắc giới nên chẳng thấy có ngoại sắc, ví như khi chứng được pháp bối xả thứ ba thì chứng được tâm thanh tịnh nên chẳng còn bất tịnh nữa. Cũng như người quán được 8 thắng xứ là vào được hết thảy xứ trong định. Quán bốn đại thanh tịnh là quán đất, nước, gió, lửa đều thanh tịnh. Quán bốn màu thanh tịnh là quán xanh, vàng, đỏ, trắng đều thanh tịnh. Quán xanh thanh tịnh như quán hoa sen, quán vàng, đỏ và trắng cũng là như vậy. Thành tựu được các quán như vậy là được tịnh bối xả. Hỏi, đã nói đến tịnh bối xả rồi thì còn nói đến 8 thắng xứ và 10 nhất thế nhập làm gì nữa? Đáp, ban đầu tu 8 bối xả, khi đạt được 8 bối xả rồi thì tiến tu 8 thắng xứ rồi 10 nhất thế nhập. Ví như trong pháp quán bất tịnh có quán bất tịnh và quán tịnh. Trong quán bất tịnh có 2 bối xả và 4 thắng xứ, trong quán tịnh có 1 bối xả và 4 thắng xứ và 8 nhất thế nhập. Hỏi, người tu hành lấy bất tịnh làm tịnh là điên đảo, sau này lại nói chẳng có điên đảo? Đáp, ví như sắc là bất tịnh mà cho là tịnh thì thật là điên đảo. Trái lại, người tu hành khi đã được thanh tịnh rồi mà quán hết thảy sắc đều là giả danh, đều là bất tịnh thì chẳng còn gì là điên đảo nữa. Vì sao? Vì tất cả đều do tâm tịnh quán mà có như vậy. Người tu hành do tịnh quán mà biết rõ thân này sẽ trở thành bốn đại chẳng nên chấp, như vậy là không điên đảo. Khi đã nhàm chán thân bất tịnh rồi thì tham sân si cũng tự tiêu diệt, hành giả sẽ được tỉnh ngộ nên chẳng còn gì để đóng trước nữa. Hành giả lại nhiếp tâm thật quán để điều hòa thân, hành giả rõ biết thân này do các duyên hòa hợp mà có. Khi các duyên lì tán thì thân này cũng tự tan rã, cho nên chẳng có đóng trước thân và cũng chẳng rong ruổi theo sáu trần. Bởi nhân duyên vậy nên trong bước đầu tu tập 8 bối xả, hành giả quán bộ xương trắng, bạch cốt, quán mây trắng, bạch vân, tùy theo các tướng mà quán nhằm đưa tâm trở về bản thể thanh tịnh. Khi các sắc sắc đã được thanh tịnh rồi, hành giả sẽ được tâm thanh tịnh, sanh hỷ lạc khắp toàn thân, như vậy gọi là được tịnh bối xả, cũng gọi là thân chứng được 6 tâm bối xả, 6 căn và 6 trần thanh tịnh. Vì sao? Vì đã xả năm dục, chẳng còn ham thích năm dục nữa nên được tịnh bối xả vậy. Trong thời gian tu, nếu còn sanh kiết sử thì hành giả phải thanh tịnh quán các sắc nhằm đoạn trừ tâm chấp trước. Vì sao? Vì các kiết sử do tâm chấp sanh ra, ví như nhà viễn sư làm ra các viễn vật, rõ biết các viễn vật ấy do mình tạo tác ra nên chẳng sanh tâm vọng chấp vậy. Khi tu 8 bối xả thuần thục rồi thì sẽ được 8 thắng xứ, nghĩa là đạt được 8 cảnh giới thủ thắng. Nếu ở nơi tịnh quán mà thắng xứ chưa được rộng rãi thì hành giả phải dùng sức bối xả và sức thắng xứ để quán bốn đại là đất, nước, gió, lửa biến khắp hư không, lại quán bốn màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng cũng biến cùng khắp hư không, lại quán hư không cùng khắp, quán thức tâm cùng khắp, như vậy là được 10 nhất thế nhập, cũng gọi là 10 nhất thế xứ. Sau đó hành giả lại quán các sắc tướng, chuyển biến được các sắc tướng ấy từ tốt, xấu, từ không xấu, không tốt, một cách vô ngã. Hỏi, 8 bối xả, 8 thắng xứ, 10 nhất thế nhập là thật quán hay là giả quán? Nếu là thật quán thì vì sao thân có da có thịt mà chỉ quán bộ xương trắng? Vì sao ở nơi thân có đủ 36 thứ dơ mà chỉ quán có một tướng đất mà thôi? Đáp, có cả thật quán và giả quán. Ví như quán thân vốn là bất tịnh là thật quán, quán thân do bốn đại duyên hợp mà thành là thật quán, quán da thịt xương đều là đất sẽ trở về với đất, quán nước mắt, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, nước tiểu, máu đều là nước, quán hơi thở ra vào đều thuộc về gió, quán khí nóng thuộc về lửa, quán như vậy là thật quán. Còn như quán bộ xương trắng, quán màu trắng có khắp cả 10 phương hư không là giả quán, cũng như quán đất, nước, gió, lửa
quán xanh vàng đỏ trắng ở cùng khắp 10 phương hư không đều là giả quán, muốn được 8 bối xả. Hành giả trước đó phải tu 4 bối xác định, các bậc sa môn do tu 8 bối xả, nên tùy thường duyên sắc mà chẳng hề chấp tướng sắc. Vì sao? Vì biết sắc tướng thanh định biến khắp cả 10 phương hư không. Hỏi, 8 bối xả và 4 vô xác định khác nhau như thế nào? Đáp, phàm phu được 4 vô xác định, tự cho là mình đã đắc pháp rồi, nên chấp chặt quả vị ấy. Còn các vị thánh hiền khi đã được 4 vô xác định rồi liền xả. Vì sao? Vì biết đó cũng chỉ là dư tàng của thức mà thôi. Như vậy, người tu 8 bối xả tuy đã được đầy đủ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ rồi, đều xả tất cả. Lại quán ngược lại với diệt thọ tưởng định, nên gọi là diệt thọ tưởng bối xả. Hỏi, vì sao không gọi vô tưởng định là tưởng xả? Đáp, người chấp tà kiến không tu các pháp bối xả, mà thẳng vào trong định, cho đó là niết bàn, chú chấp nơi đó nên bị đoạn. Về sau nếu biết mình sai lầm sẽ sanh tâm liên tiếp. Riêng vô tưởng định thì không bị đoạn, phàm phu do còn kiến chấp nên không được 8 bối xả. Vì sao? Vì do nhàm chán sự náo loạn mà muốn tìm sự an lạc trong định, rồi lại tưởng mình đã thân chứng niết bàn vậy. Người tu 8 bối xả quán nội tướng và ngoại sát tướng như sau. Về quán nội sắc xấu hay tốt, quán nội sắc xấu tốt nhiều hay ít, quán nội sắc xấu tốt nhiều hay ít bất kể, không còn biết đến sắc xấu hay tốt nữa. Về quán ngoại sắc, quán phân biệt các màu xanh vàng đỏ trắng, quán phân biệt màu nhiều màu ít, quán không phân biệt màu nhiều màu ít, quán chẳng cần biết đến các màu nữa, quán như vậy lâu ngày sẽ dẫn đến định, khiến được như như tịch tịch. Tuy nhiên người tu cần phải biết rõ, nếu quán nội sắc nhiều ngoại sắc ít, thấy nội thân bất hoại thì đó gọi là quán ít thiểu quán, do vì thiếu duyên quán nên pháp tu chưa được tăng trưởng. Nếu duyên quán nhiều thì đó là quán nhiều đa quán, người sơ học quán như vậy sẽ khó được nhiếp tâm. Lại có người quán thân tướng bất tịnh, quán nội thân lẫn ngoại sắc đều do các thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp duyên cõi tác thành, rồi nương theo các tướng mà quán. Lại có người quán ngoại sắc bất tịnh cho đó là xấu, sau đó hoặc do lãng quên hoặc do hối tiếc trở lại quán ngoại sắc, đó là thanh tịnh, là tốt. Phải nên biết rằng nếu hành giả nhiếp cả thân lẫn tâm vào một chỗ nơi ngoại sắc thì thường xảy ra hai biến chứng, đó là thường hay sanh dâm dục hoặc thường hay sanh sân nhuế. Trái lại, người tu quán sắc đoan chánh nên không sanh tâm dâm dục, và ở nơi sắc cũng không sanh tâm sân nhuế. Vì sao? Vì biết rõ thân do bốn đại duyên hợp tạo thành, chỉ ví như bọt nước chẳng có bền chắc. Bởi vậy, nên dù ở nơi cảnh tốt đẹp hay xấu xa, hành giả vẫn an trú, ở nơi cảnh bất tịnh cũng vẫn an nhiên tự tại. Đây là do đã đoạn giải kiết sử, đã hàng phục được hết các phiền não nên mới được cảnh thù thắng, được thắng xứ vậy. Hỏi, làm thế nào người tu có thể quán cả nội sắc lẫn ngoại sắc được? Đáp, vì 8 tháng xứ đã thâm nhập nội tâm nên khi thấy nội thân bất tịnh thì đồng thời cũng thấy được ngoại sắc bất tịnh. Quán nội thân bất tịnh có 2 cách. Quán 6 thứ dơ bẩn ở nơi thân đều bất tịnh cả. Quán thân này sau khi ra thì tan rã, lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại rồi, chỉ còn bộ xương trắng mà thôi. Phải nên biết, quán 6 thứ dơ bẩn nơi thân là quán xấu, xú quán, còn quán bộ xương trắng như vỏ ốc là quán tốt, hảo quán. Trong A Tỳ Đàm nói, hành giả quán thân sau khi chết sẽ bị đem đi chôn vùi dưới đất, hoặc đi thêm đem đi hỏa thiêu, hoặc bị côn trùng rút rỉa, nên quán thấy toàn là đất, toàn là lửa, toàn là côn trùng, chẳng có thấy thân nữa. Hành giả được giải thoát vì đã quán ở bên trong chẳng có sắc, ở bên ngoài thì sắc chẳng có họa. Lại nữa, khi quán thân là xương trắng bạch cốt rồi, nếu để tâm duyên nơi khác thì phải liền nhiếp tâm về bộ xương trắng. Từ nơi pháp quán này, hành giả quán thấy toàn cõi diêm phủ đề cũng chỉ toàn là xương trắng, nên chẳng còn phân biệt tướng nam tướng nữ. Ở nơi tướng nam cũng như tướng nữ đều thấy được tướng tinh khiết, quán như vậy nên được thắng xứ. Đây cũng giống như người cưỡi ngựa, nếu kiềm chế được ngựa gọi là thắng, cưỡi ngựa phá được quân giặc gọi là thắng. Cũng như vậy, người tu hành dùng pháp quán bất tịnh mà phá được năm dục nên gọi là thắng vậy. Hỏi, quán xanh vàng đỏ trắng nơi các thắng xứ và quán xanh vàng đỏ trắng nơi các nhất thế nhập có gì khác nhau? Đáp, trong khi quán tất cả màu xanh
mà hành giả duyên tất cả màu xanh và thanh tịnh thủ thắng thì được thắng xứ. Khi đã được thắng xứ rồi, hành giả lại duyên màu xanh cùng khắc thì được nhất thế xứ, cũng gọi là nhất thế nhập. Quán vàng đỏ trắng cũng là như vậy. Tóm lại, khi tám bối xả và tám thắng xứ được duyên đầy đủ rồi mới gọi là nhất thế xứ, cũng gọi là nhất thế nhập. Hỏi vì sao vô sở hữu xứ và phi hữu tưởng vì vô tưởng xứ lại không được gọi là nhất thế xứ? Đáp, khi tâm được tỏ rõ an ổn khoái lạc rồi thì tướng tâm rộng lớn vô biên. Phật dạy, trong hết thảy xứ đó đều có thức duyên hết thảy các pháp. Trong hết thảy pháp đó đều thấy thức duyên rõ ràng nên được gọi là nhất thế xứ. Vô sở hữu xứ chẳng được như vậy nên không được gọi là nhất thế xứ. Còn phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thì tâm rỗng lặng khó thủ được tướng rộng lớn nên cũng không được gọi là nhất thế xứ. Hư không vô biên xứ ở gần sắc xứ hay duyên sắc, thức vô biên xứ cũng hay duyên sắc. Khi khởi thức vô biên xứ hay siêu nhập vào tứ thiền, tứ thiền khi khởi cũng hay siêu nhập vào thức vô biên xứ. Bởi vậy nên hư không vô biên xứ và thức vô biên xứ đều được gọi là nhất thế xứ. Trái lại, vô sở hữu xứ và phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ xa rời sắc và không nên chẳng được gọi là nhất thế xứ. Chỉ có ba bối xả thứ nhất, thứ hai và thứ ba có vận hành duyên xứ nên có thắng xứ, có nhất thế xứ. Ví như tu bối xả thứ nhất và thứ hai là tu bối xả mà có thắng xứ ở sơ thiền và nhị thiền, tu tịnh bối xả, tức là bối xả thứ ba có được bốn thắng xứ dẫn đến nhất thế xứ. Khi vào được trong tứ thiền rồi thì nhiếp được hai thắng xứ là không xứ và thức xứ. Thức xứ cũng nhiếp được ba bối xả cùng tám thắng xứ. Bảy bối xả đầu đều có duyên dục giới, riêng bối xả thứ tám do duyên vô sắc giới và vô lậu pháp nên có diệu công đức ở nơi căn bản thiện. Vì sao? Vì vô sắc giới vốn không có duyên hạ địa nên khi vào được diệt thọ tưởng định thì chẳng còn có tâm và tâm sở pháp, do vậy mà không có duyên phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Tu bối xả ở nơi đây chỉ duyên bốn vô sắc ấm và vô lậu pháp mà thôi. Hỏi thế nào gọi là chín thứ đại định? Đáp, người tu hành thứ lớp và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ định, dẫn đến vào diệt thọ tưởng định mà không để cho các tạp tâm xâm nhập. Tu thứ lớp như vậy gọi là tu chín thứ đại định. Hỏi, tu các pháp môn khác cũng có thứ đại, sao chỉ nói đến chín thứ đại định mà thôi? Đáp, vì công đức của chín thứ đại định chẳng có gián đoạn, hành giả phải thứ lớp tu lên dần, chẳng bao giờ cho các tạp niệm xen vào. Tu chín thứ đệ định, được thân tâm an định, trí tuệ tăng trưởng. Người tu hành tự biết mình đã vào được sơ thiền, rồi thứ lớp vào nhị thiền, vào tam thiền, vào tứ thiền, vân vân, chẳng cho bất cứ một niệm nào khác xen vào. Do vậy mà được nhất tâm tinh tấn huân tập và tăng trưởng các công đức. Dùng tâm nhu nhuyến đoạn các ác pháp, ở nơi tâm niệm, hành giả thấy rõ từng niệm một, biết rõ các niệm là hữu lậu hay là vô lậu. Người tu thiền nếu chưa đạt được chỗ này là chưa có được tâm kiên cố vậy. Các bậc thánh hiền đều đã được như vậy nên được tâm kiên cố vững mạnh, thành tựu vô lượng công đức. Đến đây tám bối xả, tám thắng xứ, chín thứ đại định và mười nhất thế nhập đã được trình bày xong. Phẩm thứ nhất tiếp theo, cửu tưởng, chín quán tưởng về thây người chết. Kinh cũng được đầy đủ chín pháp quán tưởng về thây chết là tưởng thây sình trương, tưởng thây bị nứt nẻ, tưởng máu ứ đọng nơi thân, tưởng thây dục dã, tưởng thây màu xanh tràm, tưởng thây bị giỏi bọ rút rỉa, tưởng thây tan nát, tưởng thây còn lại đống xương trắng, tưởng thây bị thiêu thành tro. Luận, hỏi, người tu hành phải quán chín tưởng ấy để ly dục rồi mới vào thiền định, hay là được các thiền định rồi mới quán chín tưởng ấy? Đáp, trước phải tán thán các phước báo để người mới vào được hoan hỷ, sanh tín tâm thanh tịnh, rồi sau mới dạy cho họ quán chín tưởng này. Hỏi, quán chín tưởng có hiệu lực như thế nào? Đáp, người tu hành chỉ giới thanh tịnh mới dễ thọ quán chín tưởng này. Khi quán thấy người chết cứng lạnh bất động, bặt rất hơi thở, rất đáng ghê rợn, người tu hành sanh tâm nhàm chán, liễu ngộ lý vô thường khiến ly được năm dục. Như bài kệ thuyết, chết chẳng chọn giàu nghèo, chẳng phân thiện và ác, người sang và kẻ hèn, người già và kẻ nít, cầu xin cũng chẳng tha, dối trả cũng chẳng thoát, trốn đâu cũng chẳng được, chẳng ai tránh khỏi chết,
Ái biệt ly là khổ, nhưng ai cũng phải chịu. Người người đều sợ chết, nhưng chẳng ai tránh khỏi. Làm người nên nhớ nghĩ, chớ nên đắm năm dục. Nếu chết đến bất kỳ như châu dê chẳng khác, đã được sanh làm người, đã biết phân tốt xấu, phải cầu đạo cam lồ ra khỏi biển sanh tử. Lại có bài kệ thuyết, thân người rất khó được, nay được sanh làm người, đủ sáu căn sáu tình, thông minh nhiều trí tuệ. Nếu chẳng cầu đạo pháp, chẳng dùng phương tiện trí, từ các thiện nghiệp đạo, thật hồ danh người trí. Nếu chẳng làm việc lành, lại buông lung phóng túng, vô luân đắm năm dục, tuy người chẳng khát thú. Trước chẳng tu thiện nghiệp, phải đọa ba đường ác, nay được lại thân người, phải lo tu công đức. Hãy quan sát tận mắt, thấy người chết xính trương, đã đãi ra thổi phồng. Như đãi ra thổi phồng, đầy máu mủ tanh hôi. Hãy quán thân phù du, vốn xưa kia đẹp đẽ, da dịu mát thơm tho, mũi thẳng vòm trán cao. Nay đến thời hủy hoại, tan rã và tanh hôi. Nếu đem chôn xuống đất, côn trùng đến giúp rỉa. Nếu đem phơi trên núi, chim thú đến tranh ăn. Người tu quán như vậy, liền sanh tâm nhàm chán. Thầy trải qua năm tháng, xương gân đều rời rã, chẳng còn tướng phân biệt, chẳng còn tướng nam nữ. Thân do duyên hợp sanh, lại theo duyên ly tán. Thân tướng xưa yêu quý, giờ đây chẳng còn nữa. Da thịt hủy hoại hết, chỉ còn nắm xương khô. Người tu quán như vậy, liền được tâm ly dục. Lại nữa, người tu hành quán tướng về bộ xương trắng, bạch cốt tướng, theo hai góc cạnh khác nhau, tịnh và bất tịnh. Quán tịnh là quán bộ xương sạch, chẳng còn dính thịt, dính mỡ, toàn bộ xương màu trắng tinh như tuyết. Quán bất tịnh là quán bộ xương còn dính thịt, dính mỡ, bộ xương như vậy, trông nhảy nhụa, tanh hôi. Lại nữa, người tu hành quán thấy người chết đem đi thiêu, quán thấy từng phần thi thể cháy khét rồi tưởng nhớ lại người đó trước đẹp đẽ yêu kiều, hương hoa, sông ướp, mà nay chỉ còn vỏn vẹn một nhúm cho tàn. Người tu hành nhờ quán chín tưởng như vậy mà liễu ngộ được lý vô thường, đoạn dứt được phiền não, dập tắt được lửa dâm. Hỏi nhóm vô thường, cũng có 10 tưởng, có công năng diệt được tâm dâm dục, sao không nói đến? Đáp đúng như vậy, nhóm vô thường cũng có 10 tưởng, có công năng diệt được tâm dâm dục và diệt được ba độc tham sân si. 10 tưởng ấy sẽ được nêu rõ ở quyển 23. Hỏi, hai nhóm tưởng khác nhau như thế nào? Đáp, người chưa vào được thiền định còn bị tham sân si mê hoặc, nên phải dùng quán chín quán tưởng về thay người chết. Trái lại, người đã vào được thiền định, tâm đã được như nguyễn, dùng các quán tưởng của nhóm vô thường để diệt trừ tận gốc tâm dâm dục vậy. Có thuyết nói, chín quán tưởng về thay người chết ví như dây trói giặc, còn 10 quán tưởng của nhóm vô thường ví như gươm bén đâm chết giặc, tận trừ hậu hoạn. Lại có thuyết nói, 9 quán tưởng cũng như 10 quán tưởng nêu trên đây đều có công năng giúp hành giả ly dục, dẫn đường đến niết bàn. Vì sao? Vì dù dùng 9 quán tưởng hay 10 quán tưởng, hành giả cũng đều quán thân người là vô thường, là hủy hoại. Này còn đi đứng nằm ngồi ăn uống, nhưng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ phải chết. Thân này sau khi chết sẽ bị hủy hoại, như miêu tả nơi 9 quán tưởng. Thân này bị hủy hoại tức là vô thường. Đã là vô thường thì là khổ, chẳng có được tự tại nên là vô ngã. Hành giả quán như vậy nên chẳng còn chấp đắm các thức ăn ngon. Vì các thức ăn dù thơm ngon đến đâu, sau khi qua cửa miệng xuống đến bụng đều trở thành bất tịnh cả. Lại có thuyết nói, quán chín tưởng là quán cảnh chết đương nhiên sẽ đến với mình, nên hành giả sẽ nhàm chán các dục lạc thế gian, đoạn được các phiền não, quán triệt năng ấm đều không, dẫn đến được thoát ly sanh tử, vượt ra khỏi ngục tù của ba cõi. Lấy chín tường làm nhân tu sẽ được diệu quả là 10 tường vậy. Trong kinh có nói, cả hai nhóm tường đều là cam lộ vị. Tu chín tường sẽ trừ được các nhiễm hoặc, không còn chấp đắm các dục lạc của thế gian, không còn bị các sắc trần mê hoặc nữa. Tu chín tường để quán thấy thân người sống rồi cũng sẽ trở thành nắm xương trắng, cho nên chẳng còn thấy ai đáng để mình phải si mê, đáng để mình phải ái sủng cả. Do quán như vậy mà dần dần ly được dục tâm, tu được bất tịnh quán, dẫn đến thành tựu được tịnh tường vậy. Khi tham dục đã giảm thì sân cũng nhẹ, si cũng mỏng, nên hành giả vượt qua được 98 kiết sử, vào được kim cang tam muội, phá nát núi phiền não. Như vậy là do tu chín quán tưởng và tu quán bất tịnh mà hành giả thành tựu được đại sự nghiệp vậy.
Ý như người đang bị trôi dạt giữa biển lớn mà ôm được thay người chết cũng có thể được đưa vào bờ an toàn. Hỏi, chín tưởng nhiếp về niệm xứ nào trong bốn niệm xứ? Đáp, ở cõi dục, chúng sanh duyên sắc thân nên chín tưởng nhiếp về thân niệm xứ. Lại nữa, do chín tưởng nhiếp về cõi dục nên người đã đi dục không tu chín tưởng. Cũng nên biết, tu chín tưởng dẫn đường vào 37 phẩm trợ đạo. Tu 37 phẩm trợ đạo dẫn đường vào Niết Bàn. Vào Niết Bàn là đi hết thảy các khổ não, diệt duyên sanh ấm, thọ Niết Bàn thường lạc. Hỏi, hàng thanh văn do nhàm chán sanh tử mới tu chín tưởng để chóng vào Niết Bàn. Còn Bồ Tát vì thương xót chúng sanh không vào Niết Bàn. Như vậy vì sao Bồ Tát cũng tu chín tưởng? Đáp, Bồ Tát thấy chúng sanh chìm đắm trong bể khổ mà chẳng tự biết khổ, chẳng tự diệt khổ, nên vì thương xót chúng sanh mà tu chín tưởng để dạy chúng sanh tu chín tưởng vậy. Lại nữa, Bồ Tát vì thương xót chúng sanh tu học hết thảy các pháp. Bồ Tát tu chín tưởng để tự nhàm chán thân bốn đại và dạy cho chúng sanh nhàm chán thân bốn đại. Bồ Tát cũng tu vô thường, tu bất tịnh quán để tự mình phá các chấp điên đảo, dạy cho chúng sanh phá các chấp điên đảo, dạy cho chúng sanh thấy rõ thân là bất tịnh, là vô thường, là do duyên hòa hợp sanh, chẳng có tự tánh, là không, là vô tướng vậy. Trong kinh nói, nếu thấy sắc là vô tướng thì chẳng nên đắm sắc, nếu quán được thân sắc là vô tướng thì chẳng nên đắm chấp sắc thân, mà trái lại phải nhàm chán sắc thân, quán được như vậy. Thì dù ở ngay trong sắc thân mà vẫn xuất ly sắc tướng, dù ở ngay trong sắc thân mà vẫn quán được sắc tướng là vô tướng để tìm đến đường giải thoát giác ngộ. Do nhân duyên tịnh quán nên Bồ Tát phát đại nguyện đồng cư với chúng sanh trong đời năm trượt mà chẳng có chìm đắm trong tướng bất tịnh, cũng như chẳng có tham đắm tướng niết bàn. Như vậy là Bồ Tát phân biệt rốt ráo nghĩa của chín quán tưởng. Phẩm thứ nhất tiếp theo, bát niệm, tám niệm. Kinh cũng được đầy đủ tám niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, niệm hơi thở vào ra, niệm chết. Luận, hỏi vì sao tu chín tưởng rồi sau đó mới tu tám niệm? Đáp, các đệ tử của Phật tìm chỗ vắng lặng, đồng không, nhà trống, hố hoang, rừng rậm, núi cao để tu chín tưởng. Khi đã nhàm chán thân rồi thì phải tu tịnh tưởng. Phật dạy các tỳ kheo rằng, này các tỳ kheo, khi ở chốn đồng không, nhà trống, mồ hoang, rừng rậm, núi cao, tu chín tưởng mà sanh tâm sợ hãi, thì các ngươi phải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm như vậy các ngươi liền được tâm thanh tịnh, giải tỏa được các niệm sợ hãi. Nếu các ngươi không niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì phải tìm đến các đệ tử của Phật, chắp tay cung kính lễ bái cúng dường, như vậy các niệm sợ hãi cũng liền được tiêu diệt. Phật lại dạy các tỳ kheo rằng, hàng chư thiên chiến đấu với Atula, khi lâm trận niệm thất bảo tràng, khiến các niệm sợ hãi liền tiêu diệt. Do nhân duyên tám niệm trừ được khủng bố sợ hãi, nên Phật dạy các đệ tử phải thường tu tám niệm. Hỏi, trong kinh nói do nhân duyên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng mà trừ được các sợ hãi, nay vì sao nói phải tu tám niệm? Đáp, tỳ kheo, niệm bố thí, niệm trì giới, niệm nhẫn nhục cũng trừ được khủng bố sợ hãi. Trong tám niệm nêu trên đây, nếu chỉ niệm hơi thở ra vào cũng có thể trừ được khủng bố sợ hãi. Với pháp quán hơi thở ra vào thì đến tế giác cũng còn trừ được, huống nữa là thô quán. Lại nữa, niệm năm ấm sanh diệt cũng khiến hành giả chẳng còn sợ chết nữa. Sau khi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để trừ khủng bố sợ hãi nơi thân, hành giả lại còn phải niệm tâm mình để trừ sợ hãi nơi tâm. Niệm Phật. Hỏi, thế nào gọi là niệm Phật? Đáp, hành giả nhất tâm niệm Phật sẽ được nhất thiết trí huệ, thành tựu được tâm đại bi. Hành giả niệm chư Phật trong cả ba đời đã vì thương xót chúng sanh khỏi tâm đại bi, tu sáu pháp ba la mật. Lại nữa, hành giả niệm thân Phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, phá tan màn vô minh hắc ám. Niệm chư Phật từ sơ phát tâm đến khi nhập kim cang tam muội, luôn luôn giữ thân khẩu ý thường thanh tịnh. Niệm chư Phật thường hành tự lợi lợi tha, bền vững như cỗ xe có đủ cả hai bánh, biết rõ các pháp thế gian lẫn pháp xuất thế gian, nên khéo điều ngự được chúng sanh trong ba cõi. Lại nữa, hành giả niệm chư Phật khéo dùng ba thừa đạo, diện tận gốc ba độc tham sân si, khiến chúng sanh được ba thừa đạo quả, được vô lượng lợi ích cho mình và cho người. Lại nữa, hành giả niệm chư Phật có đại trí huệ, có đại oai đức. Niệm Phật từ khi mới sinh ra đời đã có quang minh, chiếu sáng khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, có Phạm Thiên Vương,
cầm bảo cái che đầu, có đế thích lấy thiên bảo y bảo thân, có long vương lấy nước diệp hương tắm rửa. Lại nữa, hành giả niệm Phật khi mới sinh ra đời có 6 điều chấn động. Niệm Phật lúc bấy giờ đứng dậy đi 7 bước, quan sát cả 4 phương, nói kệ rằng: đây là thân rốt sau, thì hiện nơi thai phần, ta sẽ vì chúng sanh hiền bày lý giải thoát. Hành giả niệm Phật sau khi nói kệ xong, hiển thị thế gian pháp, trở lại làm thân hải nhi bình thường, niệm vô tịnh phạn, mời vị tiên nhân A Tư Đà đến xem tướng Phật. Niệm tiên nhân A Tư Đà thấy Phật đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tâu với vua tịnh phạn rằng: sau này thái tử nếu xuất gia sẽ trở thành đấng nhất thiết trí thành Phật. Lại nữa, hành giả niệm Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp trang nghiêm, khiến nhìn Phật chẳng bao giờ nhàm chán, quên cả năm dục lạc. Niệm Phật có vô lượng công đức, khiến hàng trời người đều cung kính cúng dường. Lại nữa, hành giả niệm Phật có đầy đủ 10 danh hiệu, chỉ cần niệm 10 danh hiệu Phật cũng khiến cho các tâm tà vậy đều tiêu sạch. Niệm Phật có tứ tâm thanh tịnh, không làm não hại chúng sanh, lại được đầy đủ trì giới dẫn đến Phật đạo. Bởi nhân duyên vậy nên niệm Phật cũng là niệm giới vậy. Hỏi: người trì giới mà niệm Phật thì được thân khẩu và ý thanh tịnh. Người thuyết pháp mà thường niệm Phật thì trừ được các niềm nghi nơi người nghe pháp. Còn người tu định mà niệm Phật thì như thế nào? Đã phải nên biết rằng người có đầy đủ trí huệ cũng là người có đầy đủ thiền định vậy. Ý như thấy hoa sen lớn thì biết ngay nước hồ sen sâu. Thấy đèn sáng thì biết ngay là đèn còn dầu. Thấy người có thần thông biến hóa vô lượng thì biết ngay người ấy có thiền lực sâu dày. Như trong kinh nói, Phật đến nước A Đầu Ma, ngồi dưới gốc cây tọa thiền giữa lúc trời mưa to gió lớn, sấm sét vang rền, sét đánh chết 4 con trâu mà tâm Phật vẫn bất động. Khi mưa đã tạnh, gió đã ngừng, bầu trời đã trở lại quang đãng, Phật mới xuất thiền, đứng dậy đi kinh hành. Vị cư sĩ đi theo hầu Phật bạch với Phật rằng: bạch Thế Tôn, lúc nãy sét sáng lẻ đánh chết 4 con trâu cày, Thế Tôn có hay biết chăng? Phật dạy: ta chẳng có nghe, chẳng có thấy. Vị cư sĩ thưa: bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ Thế Tôn nhập vào vô tâm tưởng định chăng? Phật dạy: ta cũng chẳng vào định ấy. Vị cư sĩ thưa: thật là điều chưa từng có. Chư Phật có thiền định thâm sâu nên chẳng thấy ánh chớp, cũng chẳng nghe tiếng sét vậy. Trong kinh Phật nói với các tỳ kheo rằng: Phật ra vào thiền định tự tại vô ngại, đến Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên còn chẳng thể hay biết được. Ví như khi Phật vào Tam Muội Phương Tam Muội và Sư Tử Du Hí Tam Muội, khiến 10 phương thế giới đều có 6 điệu chấn động, lại phóng đại quang minh khiến chúng sanh các 10 phương đều thấy được. Trong kinh có chép một chuyện sau đây: có một thời ngài A Nan sanh niệm quá khứ, nghĩ đến Phật Nhiên Đăng thọ mạng lâu dài, nay xuất thế vào thời tâm chúng sanh thuần thục dễ hóa độ, rồi ngài lại sanh niệm nghĩ đến Phật Thích Ca Mâu Ni xuất thế vào thời chúng sanh thọ mạng ngắn ngủi, làm Phật sự chưa tròn 100 năm là đã nhập Niết Bàn. Niệm nghĩ như vậy rồi, ngài A Nan đến bạch Phật về ý nghĩ của mình. Vừa nghe xong, Phật liền nhập vào Tam Muội, rồi từ nhục kế ở trên đỉnh đầu, Phật phóng hào quang sáng chói như ánh sáng mặt trời chiếu khắp cõi Diêm Phù Đề. Tiếp đó, từ các lỗ chân lông, Phật lại phóng hào quang chiếu khắp 10 phương thế giới. Trên mỗi hào quang có hoa sen bó ngàn cánh, trên mỗi đóa hoa sen có một vị hóa thật ngồi tọa thiền, có một vị hóa Phật ngồi tọa thiền. Các vị hóa Phật cũng phóng vô lượng hào quang, hóa ra vô lượng hoa sen bó và vô lượng hóa Phật trong hàng hà sa thế giới khắp 10 phương, nhằm hóa độ chúng sanh. Trong số các vị hóa Phật, có vị đang thuyết pháp, có vị đang tọa thiền, có vị đang đi kinh hành, có vị đang vận dụng thần thông phun lửa phun nước, dùng mọi phương tiện nhằm độ chúng sanh ở khắp 10 phương sớm thoát ra khỏi năm đường. Ngài A Nan nhờ thần lực của Phật mà thấy được các cảnh giới ấy. Thế rồi Phật nhiếp thần lực xuất Tam Muội bảo ngài A Nan: này A Nan, ngươi có thấy có nghe gì chăng? Ngài A Nan thưa: bạch Thế Tôn, nương theo oai thần của Phật, còn có thấy có nghe tất cả. Phật dạy: nếu Phật có thần lực như vậy thì có thể làm rốt ráo các Phật sự không? Ngài A Nan thưa: bạch Thế Tôn, Phật chỉ dùng thần lực trong một buổi mà các Phật sự đều đã được rốt ráo cả, thật là việc chưa từng thấy. Bạch Thế Tôn, biển Phật Pháp mênh mông vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn được. Khi vào thiền định thì trí huệ của Phật cũng là như vậy. Vì sao? Vì trong vô số kiếp Phật đã nhất tâm tinh tấn tu các công đức, cầu trí huệ chẳng tiếc thân mạng. Mẩu chuyện trên đây cho thấy rằng người nhất tâm tinh tấn tu đại bi đại trí đại huệ mới có được đầy đủ trí huệ.
Còn người chỉ tu đại bi tuy có trí huệ nhưng chẳng có được đầy đủ như vậy. Bởi vậy nên muốn độ chúng sanh cần phải tu trí huệ, đoạn các pháp ái, diệt 62 tà kiến của ngoại đạo, không rơi vào nhị biên, không thọ năm dục lạc. Phật pháp vô lượng vô biên cần phải tinh tấn tu học. Lại nữa, trí huệ của Phật chẳng có gì hơn được, vô thượng, chẳng có gì sánh kịp, vô tỷ. Từ trong thâm thiền định, Phật hiển bày thiện pháp, khiến các phiền não từ thô đến tế chẳng sao lay động được. Lại nữa, Phật khéo hút tu 37 phẩm trợ đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 8 bối xả, 9 thứ đệ định, 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, được bất khả tư nghị giải thoát mới được đầy đủ trí huệ như vậy. Hàng luận sư ngoại đạo chẳng có thể nào biết được. Lại nữa, Phật pháp có 3 tạng, 12 bộ kinh, 8 vạn 4 ngàn pháp môn, cho thấy trí huệ của Phật thậm thâm vi diệu, chẳng thể nghĩ bàn được. Phàm phu dùng thế trí chẳng sao có thể suy lường được. Ví như gặp đám mưa lớn, tất cả cỏ cây từ nhỏ đến lớn đều được thấm nhuần lợi lạc. Trí huệ của Phật vô lượng vô biên, nên các đại luận sư ngoại đạo, các chư thiên, phạm thiên vương đều được thấm nhuần mưa pháp dẫn đến xin quy y theo Phật. Lại nữa, trí huệ của Phật vô ngại thanh tịnh. Phật chẳng có quán tướng thường, tướng vô thường, tướng hữu biên, tướng vô biên, tướng hữu lậu, tướng vô lậu, tướng hữu vi, tướng vô vi, tướng sanh diệt, tướng bất sanh diệt, tướng không, tướng bất không. Trái lại, Phật thường thanh tịnh, vô ngại, kiên cố, như gốc cây lớn chẳng ai có thể lay chuyển được. Vì sao? Vì nếu quán sanh diệt thì không quán bất sanh diệt, nếu sanh diệt là thật thì bất sanh diệt là không thật và ngược lại, nếu bất sanh diệt là thật thì sanh diệt là không thật vậy. Không quán bên này, không quán bên kia mới được trí vô ngại. Bởi vậy nên niệm Phật được đầy đủ lợi ích. Lại nữa, niệm Phật được đầy đủ giải thoát, đây là chân giải thoát. Vì sao? Vì thành tựu vô lượng trí huệ là được vô ngại giải thoát. Thành tựu được ba giải thoát môn là được đầy đủ giải thoát. Lại nữa, do dẹp phá ma quân mà được giải thoát, do ly phiền não mà được giải thoát, nên Bồ Tát ra vào các thiền định được tự tại vô ngại. Lại nữa, Bồ Tát ở nơi kiến đế đạo được 18 pháp giải thoát như khổ pháp trí tương ứng với hữu vi giải thoát, khổ loại trí đoạn hết các kiết sử tương ứng với vô vi giải thoát, vân vân. Nơi 18 pháp ấy nếu chưa trừ được các kiết sử thì chỉ tương ứng với hữu vi giải thoát, nếu trừ hết kiết sử thì mới tương ứng với vô vi giải thoát. Như vậy, các pháp giải thoát hòa hợp tăng trưởng dẫn đến được đầy đủ giải thoát. Lại nữa, niệm Phật được giải thoát trí kiến khiến được đầy đủ giải thoát. Niệm Phật được giải thoát trí kiến trong hai trường hợp. Một, niệm Phật được giải thoát phiền não. Vì tận trí chứng tri, nghĩa là dùng trí huệ soi chiếu mà rõ biết thật tướng pháp, nhờ vậy mà diệt trừ được tận gốc các phiền não. Hai, niệm Phật nên nhập vào được cửa không, cửa vô tướng và cửa vô tác, nhờ vậy mà được giải thoát. Đối với người chưa có được các phương tiện tu hành, Phật dạy cho họ các phương tiện tu học để được giải thoát. Thế nhưng hành trình đến bờ giải thoát của các chúng sinh sai khác nhau rất nhiều. Có người phải tu lâu mới được giải thoát, có người vừa mới tu liền được giải thoát, có người nghe pháp nhiều mà được giải thoát, có người thuyết pháp nhiều mà được giải thoát. Có người phải dùng đến lời nặng mới khiến họ giải thoát, có người phải dùng lời nhu hòa mới khiến họ giải thoát, có người nương theo thần thông mà được giải thoát, có người đang khi dâm dục nhiều mà chập nhàm chán khiến được giải thoát. Có người đang khi sân nhuế nhiều mà chỉ vừa rời bỏ sân nhuế liền được giải thoát. Ngài Nanda và Ngài Yêu La Tần thuộc về hai hạng người sau cùng nêu trên đây. Như vậy có rất nhiều nhân duyên dẫn đến giải thoát. Lại nữa, niệm Phật được vô lượng công đức chẳng có thể nghĩ bàn được. Bởi nhân duyên vậy nên niệm Phật dẫn đến các địa hoặc hữu lậu hoặc vô lậu. Nếu là hữu lậu thì là hữu báo, nếu là vô lậu thì là vô báo, tương ứng với ba căn là hỷ và xả. Lại nữa, niệm Phật dẫn đến được nhất thiết trí, được đại từ đại bi, được 10 Phật lực, được 4 vô sở úy, được 4 vô ngại trí, được 18 bất cộng pháp. Người tu hành ở cõi này nhất tâm niệm Phật tam muội được các quả báo lành như vậy. Còn nếu nhất tâm niệm vô lượng thọ Phật, niệm cõi cực lạc được sanh về cõi Phật đó, trong A Tỳ Đàm còn nói rõ về các trường hợp niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng được vô lượng quả báo. Hết quyển 21. Luận Đại Trí Độ, quyển 22, phẩm thứ nhất.
tiếp theo, bát niệm, tám niệm tiếp theo. Niệm pháp, hỏi, thế nào gọi là niệm pháp? Đáp, niệm pháp là như thật biết các pháp, đều do duyên hòa hợp sanh nên đều là không có tự tánh. Phật dạy, niệm pháp được xuất ly cõi dục nhiễm, hiện đời được đạo quả, được tự tại, vô ngại nơi hết thảy các pháp. Người xuất ly dục nhiễm rồi thì ở nơi tục đế cũng như ở nơi chân đế chẳng còn sanh tâm phân biệt, có nghĩa là xem thế đế chẳng có trái với đệ nhất nghĩa đế. Bởi nhân duyên vậy mà người trí chẳng còn khinh miệt người ngu, người ngu chẳng còn khởi đấu tranh với người trí. Vì sao? Vì pháp chẳng lìa chân và tục mới là chân pháp giải thoát vậy. Hành giả chẳng thọ năm dục lạc, cũng chẳng tự ép mình trong khổ hạnh, phải lìa cả hai bên, chẳng chấp đoạn cũng chẳng chấp thường, chẳng chấp ngã cũng chẳng chấp vô ngã, chẳng chấp có cũng chẳng chấp không, như vậy mới thật là khéo siêu xuất giải thoát. Hằng ngoại đạo tự cho pháp của mình là tôn quý, xem pháp của người khác là hạ tiện, nên chẳng thể siêu xuất giải thoát được. Người đã được siêu xuất thì ở hiện đời ly được thường ghét, bởi nhân duyên vậy mà ly được các khổ, ly được các tà kiến, đồng thời cũng ly được các luận nghị đấu tranh khiến tâm được thường lạc, thường tịnh. Như bài kệ thuyết, người trì giới thanh tịnh, thân tâm không não loạn, nằm ngồi thường an ổn, tiếng tốt được đồn xa. Do nhân duyên niệm pháp mà được quả tốt, được giới thanh tịnh. Do trì giới thanh tịnh nên tâm chẳng hối, do tâm chẳng hối nên thân tâm được hoan hỷ, do thân tâm hoan hỷ nên nhiếp được tâm, khiến tâm thường thanh tịnh, do nhiếp được tâm thanh tịnh nên hành giả mới như thật biết được các pháp đều là hư dối, đều là chẳng thật có, là như viễn như hóa, khiến khởi sanh tâm nhàm chán, đi được các dục, được giải thoát, thành tựu cảnh niết bàn ngay ở hiện đời. Pháp ngoại đạo dạy tu khổ hạnh mà chẳng có đem lại lợi ích gì cả, như lời tự thuật của ngài A La Hán Diêm Phủ trong bài kệ sau đây. Tôi xưa vốn ngoại đạo, suốt 50 năm dài chỉ ăn phân khô cứng, trần chuồng nằm trên gai, dùng đủ mọi cực hình tự hành hạ thân xác. Khổ hạnh đến như vậy mà chẳng lợi ích gì, nên theo Phật nghe pháp mới hít xuất ra 3 tháng đã thành tựu đạo nghiệp chứng quả A La Hán. Bài kệ trên đây cho thấy rằng niệm pháp được đạo quả ngay ở hiện đời. Hỏi, đã nói được đạo quả ngay ở hiện tại thì vì sao còn nói là vô sở đắc? Đáp, người tu hành tin theo lời Phật dạy, thứ lớp tu hành nên cũng thứ lớp chứng từ phần đạo quả, đến khi được quả niết bàn an lạc cũng chẳng chấp vị quả ấy, cho nên gọi là vô sở đắc. Ví như người bị bệnh nặng, thứ lớp uống các thứ thuốc nhằm trị bệnh, khiến bệnh được thuyên giảm dần dần, rồi tình trạng sức khỏe trở lại bình thường như trước, cũng là vô sở đắc vậy. Phật dạy, người xuất gia vì niết bàn mà hành đạo, đến khi đã an lạc ở cõi niết bàn rồi thì chẳng còn diệt các khổ não ở thân tâm nữa. Ví như người tù sau khi được giải thoát khỏi ngục tù chẳng còn phải diệt các khổ bị giam cầm nữa. Người tu hành đã được giải thoát khỏi dâm dục si mê rồi chẳng còn phải diệt các khổ ái kiết nữa, nên được an trú trong thiền định khỏi sanh hỷ lạc. Người tu hành khi đã thọ diệu lạc khắp toàn thân chẳng còn phải diệt các khổ não nữa. Ví như người sống nơi chốn nóng nực, nóng bức bách, khi đến được chỗ im mát, chẳng còn các khổ não nóng bức để diệt trừ nữa. Người tu tám thánh đạo được vô lậu trí huệ, tiêu sạch các phiền não nên được đạo quả ngay ở hiện đời, chẳng phải đợi đến đời sau mới có được vậy. Hỏi, đối với người mà thiện căn chưa được thành thục, Phật dạy phải đợi thời, sau này lại nói chẳng cần phải đợi thời. Đáp, đây là theo y thế tục. Y theo thế tục mà nói rằng khi kiết giới người tu hành phải đợi thời gian tu tập. Trái lại, khi đã được thiền định trí huệ rồi, đã vào được pháp vi diệu rồi thì chẳng còn phải đợi thời nữa. Theo trên đây, Phật mật ý nói dù có trì giới, có thiền định mà chưa có đầy đủ trí huệ thì vẫn chưa được thánh quả. Nhưng khi đã có đầy đủ trí huệ thì liền được thánh quả, chẳng còn phải đợi thời mới có được vậy. Ví như người nghe được chánh pháp tức thì chuyển nhiễm thành tịnh, chẳng còn phải đợi thời nữa. Người tu 37 phẩm trợ đạo mà vào được vô lậu tâm thì liền vào được niết bàn. Hỏi, trước đây nói chẳng có đi, chẳng có đến, vô khứ, vô lai, sau này lại nói có đến, có niết bàn. Đáp, dùng thế trí thì nói có đi, có đến, thế có hữu lậu chuyển thành vô lậu, có ái chấp năm ấm chuyển thành xuất ly năm ấm, có chúng sanh từ trong phiền não vào chỗ niết bàn. Phàm phu tưởng chừng như có bất tịnh đi, có tịnh đến, nhưng thật sự chẳng hề có đi, chẳng hề có đến vậy.
Vì sao? Vì các pháp đều do nhân duyên hòa hợp sanh, chẳng có ai làm ra, chẳng có đi về đâu, cũng chẳng có từ đâu đến cả, nên nói là chẳng có đi, chẳng có đến vậy. Ví như người mang ấn tín nhà vua được tự do ra vào các cung điện, chẳng ai ngăn ngại cả. Người tu hành khi đã được vô đắc pháp ấn của Phật rồi, liền được tự tại vô ngại. Do được tự tại vô ngại nên là chẳng có đi, chẳng có đến, vô khứ, vô lai vậy. Hỏi pháp ấn của Phật gồm những gì? Đáp: có ba pháp ấn của Phật, đó là vô thường pháp ấn, vô ngã pháp ấn, tịch diệt pháp ấn. Người tu hành biết rõ các pháp hữu vi ở trong ba cõi đều là sanh diệt, nên đều là vô thường, đây là vô thường pháp ấn. Người tu hành biết rõ các pháp đều do duyên sanh, chẳng có tự tại, nên là vô ngã, đây là vô ngã pháp ấn. Người tu hành biết rõ thuyết vô ngã được dựng lên nhằm phá trừ chấp điên đảo của chúng sanh, cho rằng thần ngã là thường. Thật ra pháp vô ngã là tịch diệt, là niết bàn vậy. Vì sao? Vì khi đã tận diệt được ba độc tham sân si rồi, thì được niết bàn tịch diệt, đây là tịch diệt pháp ấn. Hỏi: có ba pháp ấn nhưng vì sao trong kinh thường chỉ nói đến tịch diệt pháp ấn mà thôi? Đáp: vô thường pháp ấn cho biết năm ấm là vô thường, vô ngã pháp ấn cho biết các pháp đều do duyên hòa hợp sanh nên là vô ngã. Người tu hành khi đã được hai pháp ấn này rồi, nếu hút tiến tu thêm nữa, sẽ được pháp ấn thứ ba là tịch diệt niết bàn pháp ấn. Vì sao? Vì người tu hành quán các pháp là vô thường để sanh tâm nhàm chán năm dục, biết rõ vô thường là khổ nên chẳng còn muốn đắm chấp ngoại cảnh, tự làm chủ lấy mình, chẳng còn để ngoại cảnh sai khiến chi phối mình nữa. Lại nữa, người tu hành quán các pháp đều là vô ngã, thấy rõ năm ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên đều chẳng do ai làm ra, vô tác giả, đều là chẳng thể được, bất khả đắc, nên chẳng còn sanh tâm phân biệt, chẳng còn hỷ luận. Vì sao? Vì biết rõ các pháp đều là tướng tịch diệt, là tướng niết bàn vậy. Hỏi: trong kinh nói các pháp đều chẳng có sanh, chẳng có diệt, bất sanh bất diệt, nên chẳng có tướng, vô tướng, sao lại nói đến vô thường và vô ngã? Đáp: dùng vô thường pháp ấn là dùng pháp quán không, quán niệm niệm vô thường do nhân duyên sanh là như huyễn, quán các pháp trong ba đời đều chẳng có tướng sanh, vô sanh tướng, chẳng có tướng sắc, vô tướng sắc, nên là không, các pháp đã là không, nên chẳng có sanh, chẳng có diệt, chỉ do nhân duyên các nghiệp báo mà thấy có tướng sanh, có tướng diệt, vậy đó thôi. Lại nữa, ở quá khứ, ở hiện tại, cũng như ở vị lai, các pháp đều chẳng có tướng sanh, ở hiện tại cũng chẳng có tướng trú. Vì sao? Vì tướng sanh đã hoại, tướng trú chưa dừng, mà tướng diệt đã đến. Ở mỗi niệm đều có đủ ba tướng sanh, trú và diệt, nhưng quá vi tế nên chẳng có thể biết được vậy thôi. Tướng sanh tướng diệt đã chẳng trú, tức là chẳng có tướng sanh, chẳng có tướng diệt, vô sanh tướng, vô diệt tướng vậy. Người quán trong một niệm có sanh có diệt là người chấp pháp hữu vi, còn người đã thông đạt vô ngại thì thấy rõ sanh diệt, tức là vô sanh vô diệt vậy. Phật tùy duyên hóa độ chúng sanh mà thuyết ra 12 bộ kinh, 84.000 pháp môn tu, dạy chúng sanh tu bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân, tất cả đều là pháp nghĩa. Người tu hành niệm pháp, nghĩa là niệm lời Phật dạy, nên có được nhiều lợi ích. Lời Phật dạy có chỗ cạn, có chỗ sâu. Có thời Phật dạy, chú ở bốn xứ sẽ có đại công đức, đó là chú tuệ xứ, chú đế xứ, chú xả xứ, chú diệt xứ. Có thời Phật dùng bốn cách giải đáp khi có người đến nạn vấn, đó là quyết định, giải rõ nghĩa lý, phản vấn, tức hỏi ngược lại, im lặng. Tất cả bốn cách giải đáp ấy đều chẳng có gì trái nhau, chẳng có hí luận, đều có nghĩa, có lý, nhằm phá hai chấp có và không. Phật thường tùy thuận đệ nhất nghĩa nên dù nói pháp thế gian mà cũng chẳng có lỗi. Vì sao? Vì cả hai đế không trái nhau vậy. Lại nữa, Phật tùy thuận chúng sanh nói pháp nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. Có khi nói pháp niệm mở, có khi nói pháp đơn giản. Tùy pháp thiện mà chẳng có chấp pháp thiện. Phật ngữ ví như hư không, chẳng có nghi, chẳng có loạn, nhằm dẫn dắt chúng sanh mà chẳng làm cho họ ái trước pháp. Lời Phật dạy là như vậy, đều là những lời hy hữu. Có người nghe sanh sợ hãi, có người nghe sanh tâm hoan hỷ. Có người dù tà kiến sâu dày mà chỉ nghe Phật nói một lần một mà tâm liền được giải, liền xả sạch các kiến chấp, xin xuất gia theo Phật. Có người phạm nhiều tội ác, vừa nghe lời Phật dạy, liền tự thấy rõ tội của mình, thành tâm sám hối, cải ác, hoàn thiện. Có người nghe lời Phật dạy, tưởng như mình uống nước cam lồ, tinh tấn tu hành và liền được chứng quả.
Lại nữa, trong chúng hội, mỗi người tự cảm thấy Phật chỉ riêng mình mà thuyết pháp. Như vậy, chúng sanh trong vô lượng thế giới, nếu ai có duyên được độ, đều được dễ dàng nghe Phật thuyết pháp. Hỏi, thế nào được gọi là pháp nghĩa? Đáp, pháp Phật vi diệu, nghĩa lý thâm sâu, chẳng ai có thể tranh cãi được. Người tranh cãi hủy báng pháp Phật, chỉ ví như người mù luận bàn về cảnh vật bên ngoài mà họ chẳng trông thấy được vậy. Ví như khi Phật nói về tín giả, văn định huệ, vô thường, khổ, không vô ngã, nói về 10 pháp thiện, 10 pháp bất thiện, thì các luận sư ngoại đạo chẳng có ai hoại được. Bởi vậy, nên khi chư thánh hiền nói đến 3 pháp ấn, thì kẻ theo tà kiến chẳng có thể tranh cãi được. Hỏi, Phật chỉ nói có 1 thật pháp, vì sao nay lại nói có đến 3 pháp ấn? Đáp, nói 3 là nói về vô thường, vô ngã, tịch diệt. Nếu nói rộng ra thì nói là 4, vô thường, khổ, không, vô ngã. Nếu nói hẹp lại thì nói 1, tức là tịch diệt, tức niết bàn. Vì sao? Vì vô thường cũng tức là khổ. Nói về vô thường cũng tức là nói về khổ đế và tập đế. Nói về vô ngã cũng tức là nói về diệt đế và đạo đế vậy. Lại nữa, các pháp hữu vi đều là vô thường, đều do nhân duyên hòa hợp sanh, nên chẳng có tự tại, nên là vô ngã, vô tướng vậy. Nếu tâm chẳng chấp vô tướng là được tịch diệt tướng, tức là được tướng niết bàn vậy. Trong kinh nói, các pháp chẳng có sanh, chẳng có diệt, chỉ là một tướng nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Vì là vô tướng nên là tịch diệt tướng niết bàn vậy. Niệm tăng. Hỏi, thế nào gọi là niệm tăng? Đáp, niệm Phật tam muội là niệm thân Phật, niệm pháp Phật và niệm hết thảy thánh chúng. Vì sao? Vì Phật tán thán chúng đệ tử là chúng trì giới đầy đủ hay phá trừ các oán tạp phiền não kiết sử, đã xuất ly khỏi sự sợ hãi và tội lỗi, đã biết rõ tự tâm chẳng còn nhiễm chấp hỷ lạc. Bởi nhân duyên vậy nên cả năm chúng đệ tử của Phật đều đầy đủ công đức, đầy đủ thiền định, trí huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cung kính cúng dường chúng tăng được 2 điều lợi, đó là được đầy đủ quả báo phước đức, được đầy đủ trí huệ. Thế gian gọi chúng tăng là vô thượng phước điền. Ví như đã có được ruộng tốt mà siêng năng cày cuốc, cày sâu cuốc bẫm, chọn hạt giống tốt, bón phân tưới nước đầy đủ, bắt sâu nhổ cỏ thường xuyên, thì chắc chắn sẽ được mùa gặt hái tốt. Chúng tăng là ruộng phước, nếu hành giả dùng cày trí huệ, bới chóc gốc các phiền não kiết sử, gieo hạt giống từ bi, dùng tín tấn niệm định huệ, nhổ sạch các cỏ dại tham sân si, hành 6 pháp ba la mật làm chất bón, lấy tâm thanh tịnh làm nước tưới, chắc chắn sẽ được lợi lạc, được phước đức ở đời này và cả đời sau. Trong kinh có ghi các mẩu chuyện như sau. Vào thời Phật Tỳ Bà Thi, vị tỳ kheo Bạt Câu La chỉ đeo một quả lê cúng Phật, do nhất tâm thường cúng dường Phật mà vị tỳ kheo này được hưởng phước báu trong 91 kiếp ở cõi trời. Nay lại được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni xin xuất gia và chứng quả vị A-la-hán. Lúc Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời, có một người phát tâm làm một cái nhà nhỏ để cúng dường Phật. Về sau được phước báo, được nghe Phật thuyết pháp, chứng quả A-la-hán. Cúng dường ít mà được phước báo nhiều, nên nói chúng tăng là vô thượng phước điển của chúng sanh vậy. Hỏi, Phật dạy ngài cấp cô độc rằng, người xuất gia vào đạo có 2 hạng là hữu học và vô học. Vì sao có thuyết nói là phước điền tăng có đến 8 bậc? Đáp, đúng như vậy, xuất gia vào đạo có 2 hạng là hạng hữu học và hạng vô học. Đây là y theo đạo Thanh Văn mà nói có 8 bậc. Vì sao? Vì đạo Thanh Văn có 2 pháp tu là tín hành và pháp hành. Trong đạo Thanh Văn, về tín hành và pháp hành gồm có 4 hướng và 4 quả, nên gọi là 8 bậc Thanh Văn. Người được tín hành và pháp hành mà vào được tư duy đạo thì gọi là được tín giải thoát. Lại nữa, người tu mà niệm tăng thì sẽ được đồng giới và đồng kiến, nên được nhất tâm hoan hỷ, thường tùy thuận các pháp mà chẳng bao giờ trái với Phật pháp vậy. Tăng là vị thầy thuốc giỏi trần bệnh, cho thuốc. Thuốc ấy chính là giới thanh tịnh, là giới pháp của Phật vậy. Nếu nhất tâm cung kính cúng dường chư tăng sẽ đoạn trừ được ba độc tham sân si, nên phải niệm tăng. Lại nữa, tăng có vô lượng trí, vô lượng phước, chẳng thể nghĩ bàn được nên phải niệm tăng. Trong kinh có ghi một chuyện sau đây. Có một ông trưởng giả đến thưa vị trì sự để xin thỉnh chư tăng về nhà cúng dường một buổi cơm. Vị trư sĩ không đà cho các vị sa di đi thọ thỉnh. Có một vị sa di hỏi,
Vì lý do gì mà ngài không cho các sa di đi thọ thỉnh? Vị trì sự đáp, vì thí chủ không muốn thỉnh người nhỏ tuổi, rồi nói tiếp bài kệ. Thí chủ thỉnh cao niên, đầu tóc bạc như tuyết, răng long da nhăn nhíu, bước chân đi yếu đuối. Vị sa di liền dùng kệ đáp lại rằng, thí chủ thật vô trí, chấp hình chẳng thấy đức, không ưa người nhỏ tuổi, chỉ thỉnh toàn người già. Lúc bấy giờ có một vị tăng đã lớn tuổi nói kệ rằng, tướng của bậc trưởng lão chẳng y nơi tuổi già, hình gầy râu tóc bạc, nếu chẳng có đức hạnh, chẳng xả quả tội phước, không đáng gọi trưởng lão, tinh tấn hành phạm hạnh mới đáng gọi trưởng lão. Vị sa di suy nghĩ rồi dùng kệ nói lên ý nghĩ của mình. Được khen hay bị chê, tâm tôi thường bình đẳng, nhưng thấy người báng pháp tôi chẳng thể làm ngơ. Hãy mau tìm thí chủ dùng pháp để dạy người, nếu tôi chẳng độ được, khác nào tôi phụ người. Sợ suy nghĩ như vậy rồi, vị sa di dùng thần thông tự biến thành một vị tăng già, đầu tóc bạc phơ ung dung đi đến nhà vị thí chủ. Ông trưởng già vừa trông thấy bóng dáng vị tăng già để cung kính rước vào nhà. Khi đã vào trong nhà, đã ngồi vào bàn ăn, vị sa di lại tự biến trở lại nguyên hình, một vị tăng trẻ tuổi. Ông trưởng già, thí chủ thấy việc kỳ lạ sinh tâm sợ hãi, dùng kệ thưa rằng, vừa thấy tướng trưởng lão sau nay ngài trẻ măng, ngài dùng thuốc hoàn đồng, thật là việc kỳ lạ. Vị sa di dùng kệ đáp lại, tôi chẳng phải phi nhân, xin ông chớ sai nghi, do bình luận tăng chúng là việc rất có hại, nên tôi thường xót ông mới đến đây hóa độ. Ông nên biết thánh chúng huệ đức chẳng thể lường, như lấy nghêu lường biển, chẳng sao làm được vậy. Hết thảy trời vào người, chẳng ai lường được tăng. Tăng quý nơi công đức, chớ sanh tâm phân biệt, chớ y năm tháng sanh mà xem thường trí đức. Giải đãi không trí huệ, tuy già vẫn thua trẻ. Vậy nên bình luận tăng phạm lỗi lầm rất lớn, ví như dùng ngón tay cố thăm dò đáy biển, chỉ khiến người cười chê. Hãy nghe lời Phật dạy, bốn pháp tuy là nhỏ, chẳng nên sanh khinh dễ. Thái tử nay tuy nhỏ, sẽ kế vị làm vua. Rắn độc tuy thân nhỏ, có thể cắn chết người. Lưỡi người tuy rất nhỏ, mà luận nghị khôn cùng. Sa di tuy nhỏ tuổi, vẫn có được thần thông, giống như trái chiêm la, sống mà tựa như chín, chín mà tựa như sống, đệ tử Phật bốn hạ, khó bề phân biệt được hạng thành tựu thánh đức. Oai nghi cùng nói năng, đích thực là bậc thánh, hạng thành tựu thánh đức. Mà oai nghi nói năng, không ra vẻ bậc thánh, hạng chẳng có công đức. Oai nghi cùng nói năng, không ra vẻ bậc thánh, hạng chẳng có công đức, mà oai nghi nói năng tựa như là bậc thánh. Ông chẳng có biết rõ, sao dám bình luận tăng? Nếu ông hủy báng tăng là tự hủy báng vậy. Ông phạm tội rất lớn, nhưng thôi đừng nhắc nữa. Từ nay trở về sau, ông nên xả tâm nghi, nguyện thành tâm sám hối. Rồi vị sa di nói kệ tiếp, thánh chúng thật khó lường, nhìn oai nghi khó biết. Chẳng phải y tập tánh, chẳng phải y đa văn, chẳng phải do ngoại qua do oai nghi, chẳng phải do tuổi tác, chẳng y nơi dung mạo, chẳng do tài nói năng. Thánh chúng như biển lớn, công đức rất sâu dày. Phật thường tán thán rằng, thánh chúng là ruộng phước, gieo ít gặt quả nhiều, vậy nên cúng dường tăng, chớ nên sanh phân biệt. Tăng già với tăng trẻ như người mới vào rừng, làm sao phân biệt được loài hoa quý chiêm bạch ẩn trong đám y lan. Vậy nên muốn niệm tăng, chớ nên cố phân biệt. Tăng hiểu rộng biết nhiều, với tăng hiểu biết ít, như Maha Cà Diếp khi xuất gia hành đạo, chỉ mặc phấn tảo y nhưng giá trị muôn vàn. Ngài thường đi khất thực với bề ngoài bình dị, nhưng có ai biết được đó là bậc thánh nhân. Thánh chúng cũng như vậy, chớ giấy tâm phân biệt. Trong chúng tăng rộng lớn, phải lấy giới làm trọng. Vị tăng nào phá giới chẳng thuộc vào tăng số, ví như nước biển lớn chẳng dung nạp thây người. Ông trưởng giả thí chủ nghe lời vị sa di dạy, lại vì đã thấy rõ thần thông của vị sa di trẻ tuổi này, nên liền chắp tay sám hối dùng kệ thưa rằng, đại đức đã phá nghi, tôi nay may được gặp, nếu mà chẳng thưa hỏi thật là ngu trong ngu. Vị sa di đáp, ông muốn thưa hỏi điều gì, tôi sẽ xin giải đáp. Ông trưởng giả thưa,
Phật bảo thanh tịnh và tăng bảo thanh tịnh bên nào thắng hơn? Vị Sa Di đáp, tôi chẳng thấy Phật bảo và tăng bảo có hơn có thua gì cả. Vì sao? Có một thời Phật đi khất thực trong thành Xá Bà Đà, gặp một Bà La Môn đằng xa đi đến chắn đường. Ông Bà La Môn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ rằng, vì sao mỗi ngày vị Sa Môn này cứ đến nhà ta đòi nợ như thế này? Phật biết suy nghĩ của ông Bà La Môn liền thuyết kệ rằng, trời mưa rơi tường hạt khiến lúa đậu được mùa, mỗi lần tu phước nghiệp, mỗi lần thọ phước báo. Nếu đã thọ pháp sanh, ắt phải thọ pháp tử, cởi thành tựu thánh pháp mới thoát vòng sanh tử. Ông Bà La Môn nghe xong biết Phật đã thấu rõ chỗ sâu kín trong tâm mình, xấu hổ, cầm bình bát của Phật đem vào nhà bỏ đầy thức ăn ngon cúng dường Phật. Phật chẳng thọ mà nói với ông Bà La Môn rằng, ta vì ngươi thuyết kệ nhưng chẳng có thể thọ thức ăn này. Ông Bà La Môn hỏi Phật, như vậy tôi phải đem thức ăn này cho ai? Phật lại dạy, ta thấy trong hàng trời người chẳng có thể tiêu hóa được các thức ăn này. Ông hãy đem đủ các thức ăn này nơi chỗ ít có uống nước. Ông Bà La Môn liền đem các thức ăn đó đi đổ nơi chỗ ít cỏ và uống nước. Như lời Phật dạy, lạ thay, khi vừa mới chạm đến mặt nước ẩm ướt, các thức ăn tự nhiên bốc lửa. Ông Bà La Môn kinh hãi cúi rạp mình, đảnh lễ dưới chân Phật, sám hối tội lỗi, xin xuất gia thọ giới tỷ. Phật dạy thiện lai tỷ kheo. Kể từ hôm đó, vị tân tỷ kheo tinh tấn tu hành, ít lâu sau chứng quả vị A-la-hán. Vị Sa Di nói tiếp, lại nữa trong thời bà Kiều Đàm Di lấy chỉ vàng dệt y đem cúng dường Phật, Phật bảo bà đem chiếc y đó cúng dường tăng. Như vậy nên biết cúng dường Phật bảo và cúng dường tăng bảo là ngang nhau. Khi Sa Di nói đến đây, ông trưởng giả lại hỏi, thức ăn mà ông Bà La Môn cúng dường Phật hôm đó cũng giống như thức ăn mà chư tăng đã thọ ngày hôm trước. Vì sao lần này khi thấy ông Bà La Môn đem thức ăn cúng dường, Phật lại không bảo ông ấy đem cúng dường chư tăng? Vị Sa Di đáp, Phật muốn cho ông Bà La Môn biết rằng Phật cũng như chư tăng đều có thần lực để có thể thọ những thức ăn có tạp độc như vậy. Thế nhưng nếu Phật không bảo ông Bà La Môn đem đổ các thức ăn đó đi, nếu không cho ông Bà La Môn thấy tận mắt các thức ăn đó vừa gặp nước liền bốc lửa, thì làm sao khiến ông Bà La Môn thấy được đại thần lực của Phật và của chư tăng? Ví như khi chợt thấy gà vịt ăn phải một chất lạ gì lăn đùng ra chết, thì vị thầy thuốc giỏi liền nghiên cứu phân tích tác dụng và độc tính của chất ấy, để rồi mạnh dạn dùng chất độc ấy làm thuốc trị bệnh vậy. Thế mới biết oai lực của vị danh y. Ông nên biết rằng người ai kính Phật phải ai kính tăng. Vì sao? Vì Phật pháp tăng là ba ngôi tam bảo vậy. Ông trưởng giả thí chủ vừa nghe xong liền sanh tâm hoan hỉ và thưa, kể từ nay về sau đối với tăng chúng, dù tăng giả hay tăng trẻ, tôi cũng đều xin nguyện nhất tâm cung kính. Vị Sa Di đáp, tâm ông này đã tin kính vô thượng phước điển tăng, không lâu nữa ông sẽ được đạo. Nói xong, vị Sa Di đọc các bài kệ tán thán chúng tăng. Hết thảy bậc hiền đức, đa văn cùng tịnh giới, trí huệ cùng thiện định đều ở trong tăng số, như nước từ muôn sông đều tuôn về biển cả, như cây cỏ thuốc quý đều từ núi tuyết sơn, như lúa đậu cây cỏ đều từ đất mọc lên, vì các hàng quỷ thần Phật nhiều phen tán thán. Người xuất gia cầu đạo rằng khắp trong ba cõi, hết thảy trời cùng người nhất tâm niệm ba vị, thiện nam tử xuất gia được vô lượng lợi ích. Chỉ niệm ba vị tăng chưa đủ cả tăng chúng mà phước báu đã nhiều, huống nữa niệm thánh tăng, niệm tăng lợi như vậy, đàn Việt nên chuyên tâm thánh tăng trong tăng chúng, là toán quân hùng mạnh, phá tan hết ma vương, dẫn đường vào niết bàn. Nghe vị Sa Di nói về công đức của hàng thánh tăng, ông trưởng giả và các người trong gia đình ông sanh tín tâm thanh tịnh và liền thấy được bốn thánh tế. Niệm tăng được lợi ích như vậy nên phải thường nhất tâm tích tấn niệm tăng. Niệm giới, hỏi thế nào gọi là niệm giới? Đáp, giới có hai thứ, đó là giới hữu lậu, giới vô lậu. Giới hữu lậu cũng chia ra làm hai thứ, đó là giới luật nghi, giới thiền định. Luật nghi giới khiến cho các phiền não không sanh được, còn thiền định giới ngăn các phiền não không cho quấy nhiễu, khiến giữ được tâm thanh tịnh. Người sơ học phải hành cả luật nghi giới và định cộng giới. Nếu hành thêm đạo cộng giới nữa thì mới gọi là hành vô lậu giới.
Lại nữa, như trước đây đã nói về niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng, Phật là vị đại y vương trị hết thảy bệnh của chúng sanh, Pháp là phương thuốc hay để trị bệnh, Tăng là các y sĩ điều trị. Thêm vào đó, giới là những điều cấm kỵ bệnh nhân khi dùng thuốc. Giới là chỗ trú của hết thảy các thiện pháp, ví như tất cả các cây cỏ đều từ đất mọc lên, tất cả những người được thiền định trí huệ đều là những người tinh tấn trì giới vậy. Người trì giới thanh tịnh vào được các thiền định được thật trí huệ. Người xuất gia trì giới thanh tịnh được giải thoát niết bàn, niệm giới được lợi ích như vậy nên phải thường niệm giới. Hỏi thế nào gọi là khuyết giới? Đáp: tội ở thân gọi là khuyết giới, tội ở khẩu gọi là phá giới, tội nặng gọi là khuyết giới, tội nhẹ gọi là phá giới. Người trì giới thanh tịnh chẳng có sanh tâm ái nhiễm, người bị ái ân trói buộc, ví như người bị giam cầm trong lao ngục. Nếu hối tâm trì giới thanh tịnh thì sẽ chẳng còn bị ái nhiễm trói buộc nữa, nên gọi là được giải thoát khỏi vòng ái kiết. Vô lậu giới là giới của người trí. Phật và Bồ Tát tán thán giới này. Vì sao? Vì vô lậu giới chẳng thể bị phá, chẳng thể bị hoại. Nếu y giới này mà tinh tấn tu hành thì sẽ được thật trí huệ. Trong tám thánh đạo có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng thuộc về vô lậu giới. Hỏi: trì giới làm duyên cho thiền định, nay vì sao lại nói trì giới dẫn sanh trí huệ trước, rồi sau đó mới có thiền định? Đáp: người đi đường phải đi theo sự dẫn đạo của đôi mắt. Người tu hành phải nương theo lời dạy bảo của thầy mà tinh tấn tu học, nhất tâm tiến tới, chẳng bao giờ ngã theo ràng buộc. Muốn được như vậy phải có chánh kiến, có chánh trí huệ. Quán năm ấm đều do duyên sanh khởi, do vậy mà chẳng còn vướng mắc nơi các pháp, đoạn trừ được các ái kiết, tận diệt được ba độc tham sân si để tiến thẳng vào đạo vậy. Bởi nhân duyên vậy nên người tu hành phải lấy chánh kiến làm đầu, do biết các pháp thế gian đều là hư vọng, chẳng thật có, nên nhàm chán, cũng do biết niết bàn là giải thoát an lạc nên tu. Do có chánh kiến mà có chánh tư duy khiến trí huệ tăng trưởng, lời nói cũng như hành động đều đúng như pháp, dẫn đến có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Lại nữa, do có chánh kiến mà siêng năng tinh tấn trì giới chẳng hề giải đãi, dẫn đến được chánh tinh tấn vậy. Lại nữa, do chánh kiến mà thấu triệt được các pháp quán về bốn niệm xứ, dẫn đến có chánh niệm. Rồi khi đã dẹp sạch các phiền não, khi tâm đã được an ổn, không còn tán loạn nữa thì sẽ được chánh định. Như vậy là chánh kiến tương ưng với chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thêm vào đó, nếu tinh tấn trì giới sẽ được chánh tinh tấn, khiến chẳng còn mất chánh phương tiện nên được chánh niệm. Có đủ bảy chánh hạnh này rồi, tâm sẽ nhớ mãi chẳng quên, thường được thanh tịnh, chẳng còn bị loạn động nên được chánh định. Bởi nhân duyên như vậy nên nói tu tám thánh đạo được vô lậu giới, được chư Phật và chư Bồ Tát tán thán. Hỏi: trên đây nói về vô lậu giới, còn hữu lậu giới thì như thế nào? Đáp: hữu lậu tùy theo vô lậu mà hiện hành. Hữu lậu giới như tên giặc đã quy hàng, khiến các thiện căn tăng trưởng dần dần, dẫn đến được noãn pháp, nhẫn pháp và đảnh pháp, và thế đệ nhất pháp. Khi được vô lậu giới rồi mới gọi là niệm giới hoàn toàn. Niệm xả. Hỏi: thế nào gọi là niệm xả? Đáp: xả có hai thứ, đó là xả thí, xả phiền não. Trong xả thí lại phân biệt có hai thứ, đó là xả tài thí, xả pháp thí. Niệm xả là niệm xả tài thí, xả pháp thí và xả phiền não. Đây là căn bản của hết thảy các thiện pháp. Hỏi: vì sao nói do bố thí mà thành tựu được phước đức? Đáp: Phật dạy bố thí là duyên khởi trợ đạo, tài vật là duyên khởi sanh phiền não dẫn đến các nghiệp tội. Do xả tài vật mà xả được phiền não dẫn đến thành tựu được phước đức. Trong kinh có chép một chuyện sau đây: có hai anh em cùng mang theo 10 cân vàng bỏ nhà ra đi tìm đường sinh sống. Giữa đường người anh sanh ác tâm muốn giết người em để đoạt lấy số vàng. Người em cũng muốn thủ tiêu người anh để chiếm đoạt hết tài vật về mình. Nghĩ như vậy rồi, hai anh em trở nên lạnh nhạt với nhau, chỉ chờ cơ hội để hạ nhau. Do cả hai người đều đề phòng nên chẳng có ai ra tay trước được. Thời gian trôi qua, cả hai anh em bỗng nhiên tỉnh ngộ, đều tự nghĩ rằng nếu chỉ vì số vàng mà anh em đang tâm sát hại nhau thì chúng ta có khác gì loài ác thú. Thế rồi vừa đi đến bờ suối, người anh cầm túi vàng liệng xuống nước. Người em thấy vậy vui mừng reo lên: hay thay, hay thay. Người anh hỏi: sao em lại hớn hở vui mừng như vậy? Người em đáp: này anh ơi, chỉ vì số vàng này mà hai anh em mình đều sanh ác tâm muốn sát hại nhau. Anh đã kịp thời hành động sáng suốt, kéo anh em chúng mình ra khỏi vực sâu của tội lỗi. Kể từ đó hai anh em được sống an vui, tràn đầy hạnh phúc.
Có bài kệ tán thán hạnh bố thí như sau: bố thí là pháp báu lợi lạc cho mọi người, qua hành động bố thí chẳng có ai thua thiệt. Bố thí đem an vui, ngăn được cảnh đói khát, cũng là thuyền vững chắc đưa qua biển bần cùng. San tham mở trí huệ, lòng nơm nớp sợ lo, nếu rửa bằng nước thí sẽ sanh nhiều phước lợi. San tham tướng bần cùng, trọn đời chẳng được vui, dù cho nhiều của cải chẳng khác người cùng khổ. Người san tham có nhà cũng như ở mồ hoang, vì mọi người lánh xa chẳng ai muốn đến gần. San tham là như vậy, trong suốt cả cuộc đời chẳng có chút phước đức, sống chẳng hành bố thí. Đến khi sắp lìa đời, tiếc của sanh sầu khổ, khóc lóc riêng một mình, lửa hối đốt thân tâm, bố thí được an lạc, chọn chẳng có các khổ. Người tu hạnh bố thí tiếng tốt vang khắp nơi, được người trí ái kính, trong chúng chẳng sợ hãi, mạng chung sanh cõi trời, về sau được niết bàn. Vậy nên san tham đáng chê trách, bố thí được thán khen. Hỏi thế nào gọi là niệm pháp thí? Đáp: người tu hành biết rõ pháp thí lợi ích muôn đời. Phật dạy, trong tất cả các hạnh bố thí thì pháp thí là hơn hết. Pháp thí được vô lượng công đức, dạy chúng sanh biết Phật pháp, dùng từ bi trí huệ để độ chúng sanh, gọi là thanh tịnh pháp thí. Người tu hành biết rõ pháp thí là duyên khỏi tu bố thí ở trong đời này và cả ở đời sau. Hỏi thế nào gọi là pháp thí? Đáp: ví như vị lương y trần mạch rồi tùy theo bệnh mà cho thuốc, sao cho người bệnh chóng được bình phục. Người thí pháp cũng như vậy, phải tùy theo đối tượng của chúng sanh mà nói pháp khiến cho họ vào được đạo, ở đời này và cả muôn đời sau được an ổn. Người thí pháp phải dùng cả thân khẩu ý của mình để dẫn dắt chúng sanh, khiến họ phát được tín tâm thanh tịnh, tinh tấn tu hành. Vì như đối với người tham dục nhiều thì phải dạy cho họ về phương pháp quán bất tịnh. Đối với người sân nhuế nhiều thì phải dạy cho họ phương pháp quán tử bi. Đối với người si mê nhiều thì nên dạy cho họ quán về vô thường, vô ngã. Như vậy thì mới thật là vì chúng sanh trang nghiêm pháp thí. Hỏi: đối với người tu bốn niệm xứ thì nên dạy cho họ pháp gì? Đáp: nên dạy cho họ niệm xả là vi diệu hơn hết. Vì sao? Vì niệm xả là bước đầu đi vào thiền quán vậy. Niệm thiên. Hỏi: vì sao người học Phật lại còn niệm thiên nữa? Đáp: tu bố thí được phước báo sanh về cõi trời, bởi vậy nên niệm thí cũng là niệm thiên vậy. Người còn dục tâm thì niệm sanh về dục giới thiên, người đã ly dục thì niệm sanh về sắc giới thiên, người tu vô lậu đạo thì niệm sanh về vô sắc giới thiên. Niệm hơi thở ra vào. Hỏi: vì sao người học Phật phải học niệm hơi thở ra vào? Đáp: niệm hơi thở ra vào để thấy rõ thân này là như huyễn, như mộng, như nước bọt. Vì sao? Vì mạng sống gắn liền với hơi thở ra vào, còn hơi thở ra vào là còn sống. Khi thở ra mà chẳng có thở vào nữa là chết. Trong kinh có nói, mạng người mong manh như ngọn đèn lung lay trong gió, một hơi thở ra không trở vào lại thì thân này đây đã đồng cho đất. Niệm chết. Hỏi: vì sao người học Phật phải niệm chết? Đáp: phải niệm chết để biết rõ thân này là vô thường. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, cho nên người học Phật không được chần chờ giải đãi, mà trái lại phải luôn luôn siêng năng tinh tấn tu hành. Như bài kệ thuyết: sự chết đến bất kỳ, chẳng ai thể biết được. Người trong thai đã chết, người vừa sanh liền chết. Người chết độ tuổi xuân, người đợi già mới chết. Quả đến thời phải chín, duyên tận pháp diệt theo. Chết là phường oan gia, chẳng ai thoát khỏi chết. Có thân là phải chết, nhưng chết trong an ổn, là chết của bậc trí, có vô lượng oai đức. Chết trước hay chết sau, trên đời chẳng ai thoát, xua đuổi chết vẫn đến. Van xin chết chẳng tha, dù trốn tránh nơi đâu, chết vẫn tìm đến được, tinh tấn chỉ định giới, vẫn chẳng thoát khỏi chết. Giặc chết chẳng chừa ai, đến thời là phải chết. Như vậy người tu hành phải biết rõ thân này là vô thường, chẳng nên vì tham sống mà sanh phóng dật giải đãi. Trong kinh có chép một chuyện sau đây: có một vị tỳ kheo hỏi Phật, bạch Thế Tôn, tướng chết như thế nào? Phật đáp: ý ông nghĩ sao? Vị tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, con chỉ cầu được sống 7 năm. Phật dạy: như vậy là còn phóng dật. Có một vị tỳ kheo thứ hai thưa: bạch Thế Tôn, con chỉ cầu được sống 7 tháng. Phật dạy: như vậy vẫn còn phóng dật.
lại có những vị tỳ kheo cầu được sống 7 ngày, 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, Phật đều dạy như vậy vẫn còn là phóng dật. Lại có một vị tỳ kheo khác thưa, Bạch Thế Tôn còn chỉ xin cầu được sống trong khoảng thời gian một buổi ăn thôi. Phật vẫn lắc đầu và dạy, như vậy vẫn còn là phóng dật. Sau cùng có một vị tỳ kheo khác đến trước Phật thưa, Bạch Thế Tôn sự sống của con chỉ ở nơi hơi thở ra vào mà thôi. Phật dạy, đúng vậy, chính ông mới là người không buông lung phóng dật. Rồi Phật dạy tiếp, này các tỳ kheo, thời gian trôi qua mau chẳng dừng nghỉ, sanh diệt vô thường, tất cả đều như huyễn như hóa. Vậy nên phải biết niệm chết, chớ để cho thời gian trôi qua trong sự buông lung phóng dật giải đãi. Nếu vô trí chẳng biết niệm chết, thì sẽ bị các duyên trói buộc, chẳng có tự tại. Hỏi có vô lượng Phật vì sao chỉ niệm Phật hiện tại thôi? Đáp, tuy có vô lượng chư Phật trong ba đời và trong khắp cả mười phương, nhưng vì Phật nào cũng nói lên cùng một đạo lý. Ví như trên núi Bảo Sơn có Ngọc Bảo Châu khiến nhiều người muốn leo lên lấy. Có người chỉ leo lên được nửa chừng núi đã xuống.